Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Thì đây là chiếc Nokia N86. Chiếc điện thoại này thì sản xuất năm 2009. Tới thời điểm này thì cũng được 15 năm rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi sơ qua cái phần thiết kế của chiếc Nokia N86 này nha các bạn. Ở bên cạnh phải của máy thì có hai nút tăng giảm âm lượng, một nút chụp hình. Còn đây là hai cụm loa ngoài. Bên cạnh trái thì có một cái nút gạt để khóa máy. Ở cạnh trên có một cổng sạc micro USB, một jack cắm tai nghe và một nút tắt mở nguồn. Mặt lưng là một cái camera độ phân giải 8 megapixel và cụm đèn flash. Bây giờ mình sẽ đi qua một vài cái chức năng của chiếc Nokia N86 rồi nha các bạn. Đây. Đầu tiên mình sẽ chụp thử cái camera để xem là cái độ phân giải 80 MP nó chụp có đẹp không nha. Với cái camera này thì mình thấy chụp cũng khá là ổn các bạn ơi. Đây. Đây là những cái clip mà mình quay trong phòng. Đây là cái camera trước. Camera trước thì chụp cũng bình thường các bạn ơi. Còn camera sau thì cũng rất là nét luôn. Nói chung thì khá là đẹp. Đây là camera trước. Để mình vào thử bên trong cài đặt xem nó có những gì. Đây, kết nối. Chiếc N86 này thì nó có Bluetooth và Wi-Fi. Giờ mình sẽ thử vào phần Music để xem cái giao diện nghe nhạc của chiếc N86 nha các bạn. Nói chung thì cái loa con này rất là to, nhưng mà mình sẽ không có để âm thanh ở phần này nha các bạn, bởi vì mình sợ bị dính bản quyền. Đó. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ chơi thử một vài tựa game trên chiếc N86. Rồi, ok, thì mình đã đi sơ qua một vài cái chức năng cũng như là chơi thử một vài tựa game trên chiếc Nokia N86 rồi nha các bạn. Nói chung thì đối với mình, những chiếc điện thoại này nó cũng chỉ mang giá trị sưu tầm thôi, chứ mình cũng không có dùng những dòng này. Nếu các bạn cũng cùng sở thích sưu tầm những dòng điện thoại cổ như mình thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nha. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.